thằng đỏ vừa mới chết. Nhưng chúng ta không có manh mối gì cả. Tôi nghĩ là chúng ta skip vote thôi. Ta sợ trong đầu kia có một thằng imposter. Anh em đi chung với nhau cho nó an toàn nhá. Ý kiến hay đấy, đi chung với nhau dễ sống hơn. Được đi. Mày đứng ngay trông cho tao, tao sửa cái tivi. Ok. Tao đã nghi ngờ mày ngay từ đầu rồi. Cuối cùng thì mày cũng lộ chân tướng. Nani? Ngay từ đầu mày đã rủ mọi người đi làm nhiệm vụ chung. Đó là bởi vì mày muốn dụ họ đến nơi vắng vẻ và ra tay. Còn nữa, tay của mày lúc nào cũng dính bẩn. Đó là bởi vì mày đã dùng tay để mở ống thông để di chuyển trong đấy, có đúng không? Thêm vào đó, trang phục của mày lúc nào cũng dính bẩn. Đó là bởi vì mày luôn di chuyển ở trong ống thông. Chưa kể, mày luôn luôn xịt nước hoa. Lúc đầu tao cũng không nghi ngờ gì, nhưng hóa ra là mày che đi mùi thuốc súng khi sát hại người khác. Và cuối cùng, mày hay ngáp ngắn ngáp dài, đau mỏi vai gáy. Khi đi ngủ, mày thường bị bóng đè và mộng du, gặp ác mộng liên tục. Đó là bởi vì mày đã bị vong theo. Và đó chính là linh hồn của các đồng đội của tao đi theo ám mày. Tất cả những điều trên chỉ dẫn tới một đáp án duy nhất. Mày chính là imposter. Mày cười cái gì? Mày giỏi lắm. Không ngờ tao đã bị lộ sớm như thế. Nhưng tao đã có kế hoạch dự phòng rồi. What? Mày nhìn lại thằng bạn mày xem nào. Không lẽ nào? Đúng. Game này không chỉ có một imposter đâu. Tao đã cử thêm thằng imposter thứ hai đi theo mày bấy lâu nay đấy con ạ. Chia buồn với mày nhá, mày cũng giỏi đấy. Tao đi trước mày vài bước rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Nhìn lại đi. Nani? Ngay từ đầu, thằng imposter thứ hai của mày là người của tao cài vào theo dõi mày đấy. Sám và tao là bạn thân từ lâu rồi, làm sao mà phản bội nhau được. Mày sẽ phải đền tội thằng hung thủ. Mày khá lắm, nhưng mà điều này tao đã lường trước rồi. Tao đã nghi ngờ thằng bạn xám của mày từ lâu rồi. Dậy đi em, giả vờ thế đủ rồi. Thằng này, lấy được sở thứ hai à? Đúng vậy, lúc nãy tao chỉ giả vờ giết nó để dụ chúng mày ra thôi. Tất cả chỉ là một vở kịch để hãm hại chúng mày. Danh à? Bây giờ tao chỉ cần giết hại chúng mày ở game xong rồi còn gì nữa. Kìa, bắt chúng nó đi em. Súng giả, súng giả. Bắt được. Thì đùa tao. Chết mẹ tao gì nữa. Chia buồn nhá. Sao lại hôm giờ này? Tao đã nghi ngờ hai chúng mày từ lâu rồi. Nên là tao đã cài sẵn một thằng ở phòng họp bấm còi khi mà tao gặp nguy hiểm rồi. Một khi đã nút, tất cả sẽ tập trung ở phòng họp khẩn và chúng mày sẽ không thể giết người được nữa. Vai diễn của chúng mày kết thúc rồi. Mày cười cái gì?
Không, ta chỉ cười cho vui thôi, chứ tao hết bài rồi. Bố mày nhọt với mày đấy à? Đấy, ta đã bảo rồi. Đúng ngay cả Imposter luôn. Thắng rồi thì nữa. Sao vẫn chưa thắng? Nani? Không lẽ nào ở trong này còn một thằng Imposter nữa? Người anh em ở đâu? Ở đâu không quan trọng, nhưng mà nhớ subscribe nhá.